Cam ơi, Cam có thích đi ra hồ bơi bơi không? Em có chị ơi, em thích đi lắm. À thế á? Thế thì chúng mình đi. Ai ôi mà. Có một trò chơi hơi bị hay luôn. Đấy, trò trượt từ ống trên cao thế kìa. Cậu có dám chơi trò ý không? Có cái gì mà không dám, cậu chờ ra tớ lên tớ trượt cho mà xem. Ui. Ui. Sợ lắm rồi, cái lúc mà rơi cái kia cào lắm. Em Cam bị ướt hết người rồi. Em Cam có dám chơi không em Cam ơi? Em Cam ơi, biển kìa em Cam ơi. Các bạn ơi, nhìn em Cam này, em Cam không thích ra biển tẹo nào luôn. Thế anh, chúng mình đi vào hồ bơi đi. Đấy, bể bơi này, em Cam thích bể bơi này không? Em Cam ngồi xuống đi. Ngồi xuống bể nước lên cho các bạn xem. Đấy, thích không? Nước có mùi không em Cam? Nước không mùi đâu. À, nước không mùi đâu à? Đây là con chim hồng hạc. À chim hồng hạc à? Ừ, con chim hồng hạc hôm nay mình đi sở thú mà mình không nhớ à. Thế à? Em Cam ơi, em Cam cưới con chim hồng hạc này có thích không? Thích em ngồi hạc ở đây.